Tú sốc đầu đời, thấy con sen mua đồ chơi tự di chuyển. Chú mèo sợ hãi, trợn muốn rớt mắt ra ngoài. Kể từ thuở cha sinh mẹ đẻ có mặt trên cõi đời này, dù đã được nhìn qua biết bao nhiêu món ngon vật lạ, biết bao nhiêu đồ chơi kỳ thú, thế nhưng mới đây một bé mèo bé bỏng đã phải nhận lấy cú sốc đầu đời khi lần đầu tiên nhìn thấy món đồ chơi kỳ dị mà con sen vừa mới tậu về. Theo đó, món đồ chơi vừa có đèn chớp chiếu chiếu, vừa có một cái đuôi vàng lằn ngoằn, lại vừa có thể tự động lăn tròn trên mặt đất, dù không có bất kỳ một thế lực nào điều khiển. Trước khoảnh khắc rùng mình ấy, bé mèo tâm can rối bời, chỉ biết ngồi yên bất động trên ghế, đưa đôi mắt đang mở thật to nhìn theo chuyển động của quả banh. Đồng thời, đồng tử được giãn nở ra hết cỡ, đến mức nhiều người còn cho rằng đôi mắt long lanh ấy sắp sửa lọt ra ngoài. Một số người khác để lại bình luận thêm kiểu: hoảng sợ gì tầm này nữa, con bé sắp sửa khóc tới nơi luôn rồi kìa. Nào nào các em, không được trêu bạn như thế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.